chanh sở hữu vô vàn công dụng từ ẩm thực, làm đẹp tới chữa bệnh nhưng không phải ai cũng biết là cách trồng chanh trong chậu cho nhiều quả nhất là ở châu âu nơi có khí hậu ôn đới rất lạnh và thiếu ánh sáng mặt trời có rất nhiều người thắc mắc là tại sao tôi trồng chanh mà chăm bón hàng ngày mà nhiều năm cây chỉ có lớn mà không ra quả Thực ra chăm sóc và kích thích cho chanh ra hoa không khó như là mà mọi người tưởng. Vào bất cứ thời gian nào trong năm, chúng ta đều có thể kích thích cho chanh ra hoa bằng cách là cắt rễ, tỉa cành và ngừng tưới cho cây khoảng 2 đến 3 tuần. Khi thấy chanh bắt đầu rụng lá thì ta lại chăm sóc lại. Một điều quan trọng nữa là rễ chanh cần phải được thoát nước tốt. Đất trồng xanh phải tơi xốp và có độ chua một chút nếu mà trồng bằng đất đen phải pha thêm mùn và cát tốt nhất là đáy chậu cho một lớp sỏi để chống ngập úng khi tưới tưới quá nhiều hoặc là để đất khô quá cũng là nguyên nhân để làm dãy chanh không phát triển được dẫn đến cây chanh bị chết tốt nhất là trước khi tưới thì ta chọc ngón tay vào đất để cảm nhận độ ẩm rồi hãy quyết định là nên tưới hay là không tưới như tôi là tôi trồng quen này thì chỉ cần nhìn vào lá là biết là cây đang háo nước hay là đang thừa nước đây cây chanh này là rất là nhiều hoa thế nhưng mà muốn cho cây đậu quả đấy thì ta phải dùng cái tăm bông hoặc là cái chổi lông thụ phấn hoa chanh là hoa lưỡng tính mà có nghĩa là nó có thể tự thụ phấn nhờ phấn hoa bay vào noãn nhưng mà vì ta trồng ở trong nhà nên là nó không có gió Và côn trùng Nên là cây sẽ đậu ít quả nếu mà mình không thủ phấn cho nó Nếu mà thủ phấn như thế này thì là Có thể đậu được tới 80 đến 9 phần trăm điều quan trọng nữa là nếu mà mình trồng ở Nga này thì không nên để chậu tranh ở trên cửa sổ sát cửa sổ vì để cửa sổ là nếu mùa hè thì nắng nó chiếu vào sẽ làm nóng cái đất và nóng rễ cây có thể gây ra coi như là thối rễ và mùa lạnh thì là nó lại cái đất ở nó lạnh quá thì cũng kìm hãm phát triển của cây Đấy, cây này bắt đầu là đầu đây này cái chanh của mình lúc nào cũng có quả hoa và khi cây ra hoa thì ta nên bón thêm cho cây cái phân kali đỏ này. bột kali đỏ có bán ở các cửa hàng để cho cây đậu nhiều quả hơn cây chanh cũng cực kỳ là ưa nắng cho nên là phải chiếu thêm đèn cực tím. Mỗi ngày khoảng 4 đến 6 giờ để giúp cho cây quang hợp phát triển tốt và không bị sâu bệnh. Đặc biệt là mỗi năm là phải tỉa cành một lần nhé. Và cắt rễ. Thay đất cũng là quan trọng. Nếu mà cây chanh đang phát triển mà lớn thì mỗi năm ta thay đất một lần và nới cái chậu to ra mỗi năm nới cái chậu to một chút để cho rễ cây phát triển và đấy là một vài kinh nghiệm mà trồng chanh của tôi xin chia sẻ với mọi người về cách trồng chanh trong chậu chúc mọi người thành công nha